Chỉ số axit chất béo số miligam cao mắt dùng để trung hóa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. Rồi, để tác dụng hết 120 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7. Thì phải sử dụng 15,36 gam đá hoặc thu được 1 gam muối, giá trị cộng vào bao nhiêu? Đầu tiên này, ta sẽ có này. Đầu tiên mình xét các anh chất béo này. Thì chỉ số axit bằng 7. Chất béo mà có chỉ số axit bằng 7. Vậy suy ra ta sẽ có là khối lượng để trung hòa axit tự do có trong 1 gam chất béo thì phải cần 7 mg cao hắt, suy ra số mol cao hắt sẽ bằng 7 nhân 10 mũ trừ 3 chia 56 và chính bằng số mol NaOH. Được không ạ? Đấy nhá. Thế tiếp tục này. Thế vậy thì suy ra để chúng ta trung hòa lượng axit tự do có trong 120 gram chất béo thì ta sẽ cần số mol NaOH sẽ bằng này, 1 lên 120 nhân 120 lần, để chỗ này nhân 120 lần. 7 nhân 10 mũ trừ 3 chia 56 nhân 120. Được chưa? Ok chưa? Thì đây chỉ là lượng NaOH để trung hòa thành axit thôi nhé. Vậy này, bây giờ suy ra trong anh chất béo này nó sẽ bao gồm này. Nó sẽ bao gồm là axit tự do này và triglyceride, đúng không ạ? Thì bây giờ tác dụng với anh này thì cần hết đây số mol NaOH tương đây 15,36. Khối lượng NaOH 15,36 chia 40 bằng 0,384. Là 0,384. Ok chưa ạ? Thế thì trong 0,384 NaOH này thì nó đã có đây chỗ này tính số mol luôn đi, 7 nhân 10 mũ trừ 3. 7 nhân 10 mũ trừ 3 chia 56 nhân 120 bằng 0,015. 0,015 mol. Được chưa? Thì 0,015 mol. Thì chỗ này axit tương là 0,015 mol. Vậy là để mà xử lý thằng triglyceride này thì ta bắt đây là xử lý axit. Axit. Thế còn lại thực hiện phản ứng khi mà tác dụng với triglyceride nó sẽ còn là 0,384 trừ đi 0,015. Đúng không? 0,384 trừ đi 0,015 bằng 0,369 nhá. 0,369. Ok chưa? Thế bài hỏi chúng ta là thu được 1 gam muối. Thế thì thực hiện cái phản ứng này thì ta sẽ thu được thứ nhất là glycerol. Bởi vì có anh triglyceride ở đây mà. Triglyceride chuẩn hơn. H2O và cuối cùng mới là muối. Ta luôn luôn có anh axit thì số mol của axit chính bằng số mol H2O. Đúng không? Số mol của triglyceride này chính bằng số mol của glycerol, nhưng mình không tìm được. Mình không tìm được số mol của triglyceride. Nhưng mà từ số mol NaOH phản ứng với triglyceride mình suy được số mol glycerol, bởi vì số mol NaOH phản ứng với lại triglyceride gấp 3 lần số mol glycerol, đúng không? 0,369 chia 3. Chia 3. Thì bằng 0,123. 0,123. Và tới đây bây giờ mình bảo toàn khối lượng thì mình mới tìm được khối lượng của muối. Đây là một bài toán mức độ vật dụng cả. Ta có này, khối lượng chất béo này, 120 này. Cộng khối lượng NaOH bằng khối lượng của glycerol cộng khối lượng của H2O cộng khối lượng của muối. Từ đó suy ra tìm được khối lượng của muối bằng khối lượng chất béo này 120 cộng khối lượng NaOH 0,384 nhân 40 trừ đi khối lượng glycerol 0,123 nhân 92 trừ khối lượng H2O 0,015 nhân 18. Được chưa? Bằng. Bạn bấm máy tính nha. 120 cộng 0,384 nhân 40 trừ 0,123 nhân 92 trừ 0,015 nhân 18 bằng
123. Đúng chưa? 123,774 bằng 123,774. Ok nhá. Và 123,774 này thì nó tương ứng với đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Gần đúng đấy. Gần đúng với đáp án chính xác là đáp án D. Ngon chưa? Câu rất là hay đúng không?